Dạ vâng, shop Trường Hải PCP xin gửi lời chào đến anh chị em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em cũng đi ra ngoài và cũng là đi test thực tế cái cây củi như mọi lần cho các bác. Thì bên em là mỗi lần anh em đặt để em ráp căn chỉnh đồng tâm đồng trục rồi ra ngoài test thực tế cái niro xong rồi gửi trả video các bác. Rồi lúc đấy em mới gửi trả các bác nhé. Đấy thì trước mắt các bác đây là một cây condo đang non thẳng dài. Đấy. Cây này cây hình chung các bác nhé. Đấy, cây này là cây có hình chung này. Đấy, thì trước khi vào giới thiệu chi tiết cái cây này thì cho em được giới thiệu một chút về cách thức mua bán và giao dịch ở bên shop chúng em. Thì shop chúng em thì hiện tại đang có một số điện thoại duy nhất để giao dịch là số điện thoại 0964525031 và hình thức ship code và ship gửi xe là hai hình thức thế. Thì anh em nào mà có nhu cầu bất cứ những cấu hình như nào hoặc condo ta non, condo thẳng dài hoặc condo mini hoặc FX Q2 lỗ hoặc Q3 lỗ đấy thì anh em cứ điện và liên hệ với em theo cái số điện thoại trên hoặc là vào kênh PCP Trường Hải PCP đấy, được bấm đăng ký kênh để được có không bỏ lỡ những cái video mà hay nhất ở bên em có thể gửi đến anh chị em. Vâng ạ, thì thôi em cũng được vào chi tiết cây củi ngày hôm nay. Thì cây củi ngày hôm nay là cây condo ta non cấu hình chung ở bên shop chúng em và em sẽ giới thiệu chi tiết xong em sẽ báo giá luôn cho các bác để các bác nắm được cái giá trị của từng cây củi một thôi nhé. Đấy, thì đầu tiên vẫn là khung cò ruột tay cầm nhựa. Đấy, khung thì khung Arad kia đấy, khung tay cầm nhựa hai mảnh các bác nhé. Đấy, quy thì quy em quy búa bạc đồng đấy, bác quy búa bạc đồng kia đấy, quy búa bạc đồng kia đi niềm em nó là em lắp ở trên cây củi ngắn này đấy, cành Nota tem vàng hàng loại một nhé bác nhé. Cành này thì em cũng vừa mới test cự ni Libero đồng tâm đồng trục từ 70m xuống 50m và xuống 30m để cho anh em thoải mái về nhà bêm ở cái cự ni bất cứ cự ni nào cũng được vì em đã test đồng tâm đồng trục từ 70, 50, 30 rồi. Ok, không sao, không có vấn đề gì. Em toàn đút nút nỗ xe nắp xe 2 hết các bác nhá. Và ôm chọn cái cành ngày hôm nay thì em giảm em nắp cái giảm thanh bút neo. Cái giảm thanh này thì chơi cực kỳ là êm. Các bác nhá. Đây, giảm thanh cũng neo. Đây, cực kỳ là êm luôn các bác ạ. Đấy. Thì cái van mở cái van hôm nay em lắp cái van Superwell các bác nhá. Đấy, van Superwell của hàng công ty chính hãng hộp đỏ. Công ty chính hãng của Niu Ben. Đấy. Thì cái van này nhìn nó cũng rất xịn sò rồi các bác nhá. Bình này là bình nhôm đít bằng các bác. Đấy, bình nhôm đít bằng. Đấy. Em sau đây thì em sẽ giới thiệu xong em sẽ quay chi tiết từng chi tiết gần nhất để các bác thực hiện theo dõi hơn. Đấy. Kính thì em đang lắp cái kính Discovery nhá. Kính này là có hỗ trợ bắn hồng tâm ban đêm và xanh đỏ ban đêm các bác nhá. Đấy thì cái cây củi này thì em đã giới thiệu tổng quát rồi. Đấy, thì em luôn xin báo giá luôn cây củi này bên shop chúng em là đang bán với giá là 6 triệu đồng các bác nhá. Đấy, các bác nhìn đây, 6 triệu đồng. Đấy. Là tổng thể cây củi ngày hôm nay. Em giới thiệu lại, em quay giới thiệu lại gần một chút này để cho anh chị em nắm được này. Bình này, đây là bình nhôm đứt bằng van Superwell. Đấy, bản dài. Van Superwell, bản dài hộp mở. Đấy, van mở Superwell của công ty Huben. Hộp đỏ các bác nhá. Đấy, quy tay búa bọc đồng. Đấy, cành Nota tem vàng là loại 1. Đấy, giản thanh bút neo. Đấy. Tay cầm thì tay cầm nhựa hai mảnh. Kính thì kính Discovery VTR các bác nhá. Đấy, tổng thể cây củi này hiện shop chúng em đang bán với giá là 6 triệu đồng các bác nhá. Đấy, anh chị em nào mà có nhu cầu đấy, đặt cái cây củi không phải cấu hình như này mà tất cả cấu hình như những cấu hình khác, có thể từ thấp đến cao, từ condo mini cho đến FX Quy lỗ cấu hình cao ngất bên em đều có.
Và bên em cũng nói thêm, em cũng xin phép nói thêm là bên em tất cả là các phụ kiện như về cây củi là em đều có bán lẻ ra cho các bác. Đấy, đấy, vâng, đấy thì thôi một lần nữa thì cho em xin phép được khép lại cái video tại đây. Anh chị em nào mà xem được cái video của em thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để cho kênh em càng ngày càng có sự phát triển hơn. Anh em có nhiều cái video hay nữa để up lên để cho anh em tiện theo dõi. Vâng, thôi xin phép được chào các bác.